xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của cửa hàng longmobi.com Thì tiếp tục series sâu hàng về Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn Cái lô hàng lọc nguồn Mà cửa mình vừa nhập về Đó các bạn có thể nhìn thấy trên video ấy Đầy đủ các modem lọc nguồn đang bán tại cửa hàng mình Thì bán chạy nhất tại cửa hàng mình Đó là các modem của hàng Wereka AC 8.8 và 8.8 Advan Các bạn có thể nhìn thấy trên video nhé và mình lưu ý các bạn nhé, để có một mức giá tốt thì mình phải nhập rất là nhiều, rất là nhiều. Mỗi lần nhập phải tối thiểu phải 50 bộ. Thật sự với các bạn là phải tối thiểu 50 bộ mới ép được giá họ. Chính vì thế mà cái lọc nguồn của mình có mức giá rất là tốt, rất là cạnh tranh trên thị trường. Các bạn có thể tham khảo giá mình đăng trong phần uh, mô tả này. Đó thì um, các bạn dành ra 10 giây để like và subscribe kênh của mình nhé. Kênh của mình thường xuyên ra những video về review về DAC uh, nghe nhạc, uh, music server và bộ lọc nguồn điện sạch. Thì mình sẽ giới thiệu uh, sâu hơn về những cái modem mình đang bán tại cửa hàng nhé Đây Các bạn có thể nhìn thấy hai cái con uh, màu trắng này nhé, đây là con AC8-8 thường này Con này là 8-8 van này Cái tên van là mình đặt cho nó đó. đó Thì nhiều shop cũng copy lại thành van mà không hiểu Vì sao trên này nó không có chiếc van này mà Mà trên uh, uh, Tiêu đề sản phẩm lại là có chiếc Advan Đó cái tên van là mình đặt cho nó để phân biệt Giữa hai modem này các bạn nhé, mình là người bán đầu tiên các bạn yên tâm là như vậy đó, các shop khác copy lại mà họ cũng không hiểu vì sao có chiếc Advan đó thì mình giải thích luôn nha là chiếc Advan là mình thêm vào để phân biệt giữa hai cái này đó thì cái lọc nguồn tám chấm tám van này nó tám trăm tám và tám trăm tám này nó quá nổi tiếng rồi đó các bạn có thể nhìn trên các cái video mọi người sâu ảnh lên bộ dàn ấy thì hầu như ai cũng có một bộ này hết đó à, bởi vì giá thành nó rất là rẻ và hiệu năng của nó đem lại thì rất là tuyệt vời đó. Các bạn nhìn thấy đây nhá, phiên bản 8.8 này, cái đồng hồ nó chỉ hiển thị vôn kế thôi. Đó và nó có, có 10 cái ổ cắm. Trong đó có 6 ổ tiêu chuẩn quốc tế nhá và 4 ổ tiêu chuẩn Mỹ. Và nhiều người bảo là về cắm bị lỏng chân, lỏng chân tại vì cái rắc tròn là tiêu chuẩn Việt Nam. Mà tiêu chuẩn Việt Nam thì nó tiêu chuẩn Việt Nam thì nó nhỏ hơn tiêu chuẩn quốc tế, chân nó nhỏ hơn nên cắm rất là lỏng vì thế là nếu mà bạn muốn cắm chặt ở đây buộc lòng bạn phải dùng rắc ba chân hoặc là hai rắc dẹt tiêu chuẩn nhật các bạn hiểu không và một cái lưu ý nữa các bạn nhé đó là cái công tắc đèn này cái đèn này này nó chỉ ở công tắc một thôi có nghĩa là bạn bật công tắc một thì đèn nó mới sáng còn nếu mà bật công tắc hai tắt mở thì đèn nó không, không không ảnh hưởng gì đến đèn cả nó vì sao người ta lại thiết kế cái hai công tắc độc lập vậy cái đèn này nó chỉ ở công tắc một nó 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 có một nguyên nhân của nó đấy các bạn đó, nguyên nhân đó chính là có nhiều người thích nhìn cái đèn này trong đêm tối nhưng có nhiều người thì không. Đó. Những người nào thích nhìn đèn này trong đêm tối thì người ta sẽ dùng sử dụng dãy một này, sử dụng dãy một này. Đó. Sẽ sử dụng dãy một này. Và tắt dãy hai. Nhưng mà có nhiều người thì lại không muốn cái ánh sáng xanh này nó ảnh hưởng đến cảm thụ âm nhạc thì người ta sẽ dùng dàn thứ hai này, dàn thứ hai này. Đó. Dàn cắm thứ hai này thì trong đêm tối người ta vẫn tắt đèn đi, tắt đèn đi nhưng mà bật bật dãy số 2 này, bật dãy số 2 thì nó vẫn có điện nhưng mà không không sáng đèn đó là để trong đêm tối nó tĩnh mịch tập trung nghe nhạc không muốn bị ánh sáng xanh này nó ảnh hưởng nên các bạn lưu ý nhá nhiều người cứ thắc mắc là tại sao chỉ bật công tắc một nó đèn nó sáng đây chính là nguyên do ấy. đó là có một số người thì thích đèn ban đêm một số thì không thì người ta thiết kế ra như này là đáp ứng cả hai cái nhu cầu đó đó người nào thích xem đèn thì dùng dàn một này còn nếu mà người nào không thích đèn thì dùng cái dàn hai này đó các bạn lưu ý nhé đây là mình giải thích rất là rõ ràng các bạn và nhiều người cũng hỏi là vỏ nó bị mát thì tất nhiên rồi nó vỏ nó bằng nhôm thì kiểu gì nó bị mát thì có hai cách xử lý vấn đề này hoặc là nhà bạn là trôn cọc tiếp điện hoặc là bạn đảo đầu chân cắm đảo đầu chân cắm là như nào đó đây mình lấy ví dụ một cái đầu chân cắm là như này nhé thì khi bạn cắm ổ điện như này mà bị mát này đó thì bạn xoay ngược lại xoay cắm ngược lại như này thì nó sẽ hết đó, đấy là đảo đầu chôn cắm nhưng mà cách tốt nhất là tốt nhất là các bạn chôn cọc tiếp địa là ok nhất. Đó. Đó mình giải thích xong và giới thiệu xong cái lọc nguồn 8.8 bây rồi nhá. Thì mình sẽ giới thiệu thêm cái 8.8 tám van này. Đó, 8.8 áp van thì thiết kế nó cũng giống như cái 8.8 này thôi. Nhưng mà đèn đèn cái màn hình hiển thị nó có thêm hai dòng volt kế và ampere kế nhé đó và bên trong linh kiện theo nhà sản xuất thì nó dù thông số nó cao hơn một xíu thôi, một xíu nó không đáng kể chính vì thế chênh lệch giữa giá tiền của hai cái hai cái lọc nguồn này nó không đáng kể đâu ví dụ như mình đang bán tại thời điểm quay video này chẳng hạn nhé mình bán cái lọc này lọc 8.8 thường là rưỡi và bán cái 8.8 Alpha này này là có một triệu thôi còn chưa đến triệu ấy. nếu mà bạn mua trên sen đỏ bạn sẽ được trợ giá còn chưa đến một triệu cơ đó thì hai cái chênh nhau rất là ít đó Uh, còn uh, các thông số kỹ thuật thì gần như là nó như nhau nhé điện vào 220v 50 60h và uh, cường độ chịu tối đa là 15A và có một số người thì hay uh, nhầm lẫn là đó là nếu sử dụng điện 110 thì có được không thì cắm cũng được điện trăm cũng được nhưng mà cũng, cũng có một số người lại còn thắc mắc như này đó là mình vừa điện 110 vừa điện 220 thì cắm cái này có ra vừa ra 110 vừa ra 220 không thì mình khẳng định là không nhé không nhé Cái này cắm điện nào ra điện đó Cắm 110 ra 110, cắm 220 thì ra toàn bộ chỗ này ra 220 Đó Nên các bạn lưu ý là cái vấn đề này Và cũng có nhiều người Nhiều người cũng thắc mắc hỏi mình là Cái dùng ổ điện này có tốt không Và dùng cho nhiều thiết bị có vấn đề gì không Mình trả lời là dùng thoải mái vô tư thì không vấn đề gì cả à, vì nhà bạn đang dùng cái ổ cắm điện rất là bình thường Nó không vấn đề gì Thì bạn thêm cái ổ cắm này vào thì nó Tốt hơn cái ổ cắm thường đấy Nó cũng chả vấn đề gì cả đó nên các bạn có thể thoải mái cắm cắm đủ hết 10 lỗ này thôi không vấn đề gì cả thoải mái đi Đó, miễn sao cường độ dòng điện trong mạch của bạn không lớn hơn 15A là nó không nhảy đó và các bạn yên tâm là mà nếu nó có lớn hơn ấy, thì nó sẽ có ắt uh, cầu chì là nó nhảy đằng sau luôn nên nó bảo vệ thiết bị mà nên các bạn không gặp vấn đề gì cả nên các bạn lưu ý dùng mình nhá đó là uh, các bạn có thể cắm bao nhiêu thiết bị được tùy thích cắm điện nào cũng được tùy không vấn đề gì đó Tiếp theo mình giới thiệu với các bạn đến cái uh, lọc nguồn Bada uh, 3300MK nhé Đây cái lọc nguồn này Cái thương hiệu này thì nó mắc hơn uh, bên uh, Wilderica một chút xíu Đó. Nhưng mà thương hiệu lớn hơn thì nó bán giá cao hơn Và thứ hai là linh kiện bên trong nó cũng nhiều hơn và tốt hơn Đó. Đây nó chỉ có công năng nguồn này Tắt mở, tắt mở này Và nó có công nghệ um, Uh, chống xét đánh lan truyền, đó thực ra cái đấy thì uh, ở thành phố này thì muốn bị xét đánh cũng khó, tại vì nhà nào nhà cao tầng nào người ta cũng có cột thu lôi hết rồi, mà ngay cả cả nhà dân sinh người ta cũng làm cột thu lôi hết rồi, nên là muốn xét đánh rất khó. nhà ở miền quê thì có khả năng là sẽ bị cao hơn, tại vì địa thế nó vườn không nhà chống, mới lại ít người làm cột chống xét, đó do địa hình nhà quê là một số vùng nông thôn như là nhà mái ngói, chứ bây giờ nhiều vùng nông thôn người ta xây nhà to thành phố. Đó nên là không không gặp vấn đề gì cả. Đó. Còn uh, tiếp theo, cái mắc nhất bên mình là cái lọc nguồn uh, Music Set P10 này. Đó. Cái này rất là nặng luôn. Tổng đóng gói là hơn 5 cân, còn BaDa mẹ Wilka này đóng gói là hơn 2 cân 3. Còn cái này đóng gói hơn 5 cân, rất là nặng cầm lên tay rất là thích luôn. Music Set P10, mình đã có một video uh, review uh, riêng về cái sản phẩm này rồi. Đó, các bạn nhìn đây trên là miếng nhôm nhé Nhôm cắt CLC rất là đẹp luôn à, mười 10 ổ cắm Đó, 4 ổ tiêu chuẩn Mỹ này Quét sâu xuống này Đó, Đây nó có các cái đèn hiển thị này Nếu mà ba đèn này sáng xanh là hoạt động bình thường Đó, Đèn này là chỉ mức độ tự tinh khiết này Đèn này là khi bạn nối với tiếp địa Thì nó sẽ sáng lên Và đèn này là pha thì người Đó, tắt mở này Cả ba đèn xanh thì nó sẽ có nghĩa là hiểu biểu thị là hoạt động tốt đấy nó cái này bán gi giá khá là mắc tại vì cái hãng music xếp này hãng chuyên sản xuất âm ly đèn mà cái này là nó đi theo cái âm ly đèn là gì của họ ấy. đó âm ly đèn rất là mắc tiền tất nhiên hãng này nó không phân phối Việt Nam đâu nhé còn anh em nào muốn tham khảo ra? hãng này xem nó như nào thì cứ sức lên Google là biết ngay mà nó và giá đồ của music xếp này không hề rẻ nếu mà nếu anh em xem lại lô hàng mình vừa về nhé lưu ý nhé là đây mình mới bày ra tạm chưa đến 3 thùng đâu Đó mỗi thùng là 10 cái thì bạn có thể đếm trên này là đây là được bao nhiêu thùng đó. bán bớt rồi thì còn rất nhiều nữa nhưng mà không có thợ, không có không gian để bày ra đó thì các bạn theo dõi video này và nhớ like và sắp quay của cả mình nhé và lưu ý nhé là mình có đặt link mua hàng ở trong phần mô tả có link Lazada, Shopee và Sen đỏ À, và các bạn lưu ý là bên uh, shopee và lazada là cấm mở hàng ra xem, xe đỏ thì được mở hàng ra xem nhưng không được thử. nên các bạn lưu ý dù mình nhé là uh, bán qua sàn thì phải tuân thủ quy định của sàn, mình cũng phải tuân thủ quy định thôi. đó. nên là anh em mua qua sàn thì anh em được bảo vệ. còn mua trực tiếp mình cũng được thôi. nhưng mà lưu ý nhé là mua trực tiếp mình ấy, giá mình rất là tốt rồi nên là không thể bao ship. còn em mua qua sàn, ấy, đặc biệt mua qua đỏ thì nó sẽ được trợ giá ship hoặc là mua qua lazada shopee đều ok hết đó anh em anh em yên tâm mua hàng của cả mình nó là chính sách bảo hành 12 tháng một đổi một tối đổi, đổi không vấn đề gì cả đó nói lần nữa anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video này nhé và nhớ một like và một subscribe ủng hộ cả mình nhớ ấn chuông vì mình thường xuyên gần tết rồi mình thường xuyên sâu những cái hàng mình nhập để cho anh em tham khảo và đặt hàng sớm tại vì là cuối năm là dịp rất là nhạy cảm có khả năng là sẽ tắt biên hoặc là hàng nó không về được nên là dồn rất là nhiều anh em đặt mua sớm thì sẽ có nhận hàng chơi sớm đó Và giá mình rất là đẹp rồi yên tâm là mình dập rất là nhiều nên là giá ép giá rất là tốt đó à, cảm ơn anh em hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo xin cảm ơn